Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chào buổi tối của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp trên kênh VTC1 và VTC14. Hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2016. Tôi là biên tập viên Vi Dung. Tôi là Thu Thủy. Và sau đây là những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình. Công an Hà Nội truy tìm người đàn ông ngang nhiên tiểu tiện giữa phố trong lúc chờ đèn đỏ. Câu chuyện xung quanh 1.500 tin nhắn gửi tới Tân Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng trong ngày đầu tiên công bố số điện thoại đường dây nóng. Toàn bộ 23 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng sau khi một máy bay cỡ nhỏ gặp nạn khi đang bay qua một khu vực nhiều đồi núi ở Nepal vào sáng nay. Một thông tin đã gây xôn xao trên các diễn đàn và mạng xã hội từ chiều qua đến bây giờ, đó là hình ảnh một tài xế xe hơi trong lúc dừng xe chờ đèn đỏ đã đứng tiểu bậy giữa đường phố đông đúc ở Hà Nội. Trao đổi với phóng viên Chào buổi tối trong chiều nay, Trung tá Lê Tú, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 3 Công an thành phố Hà Nội cho biết, đội đang truy tìm người đàn ông này và sẽ xử lý hành vi đi tiểu bậy theo đúng quy định. Sự việc xảy ra tại khu vực ngã tư giao cắt đường Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà, Láng Hạ, Hà Nội ngày hôm qua. Vào thời điểm đó, khi các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ tại đường Huỳnh Thúc Kháng, thì người đàn ông ăn mặc khá lịch sự, điều khiển ô tô Honda Civic bất ngờ mở cửa xe ra ngoài và tè bậy ngay ở giải phân cách giữa đường. Hành động đó đã khiến cho rất nhiều người tham gia giao thông lúc đó cảm thấy ngỡ ngàng và xấu hổ. Trao đổi với phóng viên Chào buổi tối, Trung tá Lê Tú, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 3 Công an thành phố Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin về vụ việc, đồng thời đang tiến hành truy tìm người đàn ông này. Đại diện cảnh sát giao thông cũng cho hay sau khi tìm được, đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Vâng, cũng nhân cái sự việc này thì tôi muốn hỏi chị Thủy một câu, đó là khi mà đi trên đường thì chị đã nhiều lần bắt gặp những cái tình huống như thế này chưa ạ? Tôi có rất nhiều là đằng khác. Những người mà tôi thường gặp thì thường là đi xe máy, họ dừng lại xe trên đường bất cứ chỗ nào mà họ cảm thấy tiện và vô tư tè bậy ngay cạnh đường. Và chị Vi Dung cũng như quý vị khán giả cũng dễ hiểu là ở khắp các con đường hay là ngõ ngách ở thủ đô Hà Nội của chúng ta thì có rất nhiều chỗ bức tường vàng ố vì nước tiểu. Và nếu anh chị có dịp đi qua đường gốm sứ của Hà Nội, đoạn từ Nguyễn Khoái kéo dài đến tận cho đến Lê Yên Phụ thì có thể nhìn thấy là không có ít chỗ là bị ố vàng do người ta đi tè bậy vào đó. Và đây là một con đường độc đáo đã được chứng nhận và của tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới mà còn như vậy. Và không chỉ ở đó đâu mà bất cứ chỗ nào ở có sân chơi hay là cái khu vực trước của tượng đài Lý Thái Tổ. Nếu để ý thì đằng sau tượng đài thì cũng là những mảng tường ố vàng và nó là sản phẩm của những người tè bậy ngay giữa trung tâm thủ đô của chúng ta. Vâng, chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện của người đàn ông mà chúng ta đã đưa tin trong tin vừa rồi. Đó là từ thông tin về phương tiện, chiều nay thì phóng viên của Chào buổi tối đã thử tìm đến căn nhà ở ngõ Mai Hương, đường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, nơi mà được cho là địa chỉ cư trú của chủ phương tiện, nhưng mà ngôi nhà này thì luôn đóng cửa. Dù sự việc chưa ngã ngũ, nhưng mà chúng tôi cho rằng hành động tè bậy giữa phố là khó có thể chấp nhận, dù là tài xế ô tô hay là người đi bộ. Ngày hôm nay trên nhiều diễn đàn thì mọi người bức xúc và tỏ thái độ bất bình, thậm chí là còn liên tục chia sẻ bức ảnh chụp với mục đích cho người ở trong ảnh phải cảm thấy xấu hổ thì thôi. Vâng, người đàn ông đó thì rất là đáng bị lên án, nhưng mà chúng ta cũng cần phải xem là có rất nhiều người trong chúng ta thì có hành vi cư xử chưa chắc đã ăn văn minh hơn người đàn ông này. Và chúng ta vẫn thường xả rác, phóng uế bừa bãi, điều đó cũng chẳng khác nhiều so với việc tiểu bậy. Và đặt lại câu hỏi là nếu như anh chị mà đang lái xe trên đường đúng lúc đang bị kẹt xe, xung quanh không có nhà vệ sinh công cộng thì lại buồn tiểu, thì không thể nhịn được, thì anh chị không biết là sẽ xử lý như thế nào? Vâng, đúng là khi mà muốn đi vệ sinh mà không được đi thì đó quả thực là một cái nỗi cực hình với tất cả mọi người, và tôi thì cũng đã từng ở trong cái trường hợp như vậy. Nhiều tài xế chia sẻ rằng là trên xe của họ thì luôn có một cái vỏ chai nước lọc để có thể dự phòng, trong trường hợp mà cấp bách thì họ có thể dùng. Còn với chị em phụ nữ thì có thể là dùng đến túi ni lông và giải quyết nhu cầu ngay ở trên ô tô. Và tôi được biết là ở các cửa hàng tiện lợi của Nhật Bản thì có bán một dụng cụ dành riêng cho phụ nữ để giải quyết nhu cầu này. Nó thì trông giống như là một cái bỉm của trẻ em,
nhưng mà cái thành của nó thì lại cao hơn. Dù là bất tiện nhưng mà còn hơn là hại thận, và đặc biệt là có những hành vi như là người đàn ông ở trong câu chuyện này, đó là tiểu bậy ở giữa phố. Và tôi nghĩ là người đàn ông này thì có hai khả năng, một là anh ta say rượu, hoặc là có thể anh ta bị một cái bệnh gì đó và không chịu được cho nên là mới có hành vi như vậy. Và nếu trong trường hợp người này say rượu mà vẫn điều khiển xe ô tô thì như vậy là rất là đáng lên án. Còn nếu mà và đáng bị xử lý theo quy định, còn vì bệnh gì đó thì có thể cảm thông được phần nào. Và cũng có những ý kiến cho rằng là nếu mà đã điều khiển ô tô, nhất là đi trên đường dài, thì cần phải hạn chế uống nước. Nhưng mà đã có nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng đó là quan điểm sai lầm và rất là nguy hiểm. Bởi vì nếu như cơ thể của chúng ta bị mất nước thì có thể sẽ dẫn đến sự suy giảm chức năng tâm thần, thay đổi tâm trạng và giảm mức độ tập trung, trí nhớ ngắn hạn của người lái xe. Và những người uống ít nước khi mà điều khiển phương tiện thì cũng có thể gây ra tai nạn. Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM chiều nay cho biết vừa cấp cứu thành công một bệnh nhi bị đôi đũa ăn đâm thẳng vào miệng xuyên qua lưỡi. Sau 2 ngày điều trị thì bệnh nhi không có dấu hiệu nhiễm trùng và hiện thì đang phục hồi tốt. Bác sĩ Nguyễn Thế Huy là phó trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết khi đến viện, bệnh nhi 9 tuổi bị 2 chiếc đũa đâm xuyên lưỡi xuống sàn miệng. May mắn là không làm rách mạch máu nên chỉ gây chảy ít máu. Người nhà không rút đũa mà ngay lập tức đưa bé đi cấp cứu. Ca phẫu thuật được tiến hành ngay trong đêm. Các bác sĩ đã phải dùng cả kéo cắt cây cảnh để cắt đôi đũa để có thể gây mê bằng mặt nạ, sau đó phẫu thuật lấy phần còn lại ra khỏi miệng nạn nhân. Cháu bé hiện được đặt ống thông dạ dày để nuôi ăn, tránh việc ăn uống thông thường có thể gây nhiễm trùng khoang miệng. Được biết là cháu bé vì vừa ăn cơm vừa xem các bạn đá bóng ngoài sân nên là đã bị quả bóng bay vào khiến đôi đũa đâm thẳng vào miệng. Một thông tin vui cho những người có gia đình có con nhỏ trong độ tuổi tiêm chủng. Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong tháng 3 tới đây sẽ có khoảng 30.000 liều vaccine 5-1 Pentaxim về Việt Nam. Như vậy, đây là lô vaccine dịch vụ thứ 2 được nhập về Việt Nam tính từ đầu năm 2016 cho đến nay. Sau khi về Việt Nam, số vaccine này sẽ được chuyển cho các tỉnh phía Bắc. Theo quy định, vaccine nhập khẩu vào Việt Nam đều phải được Viện Kiểm định Quốc gia về vaccine và sinh phẩm y tế kiểm tra trong vòng 2 tuần. Và nếu đạt chất lượng kiểm tra thì mới được phép sử dụng. Như vậy, nếu không có gì thay đổi, 30.000 liều vaccine dịch vụ trên dự kiến sẽ được tiêm cho khoảng nửa cuối tháng 3. Liên quan đến nhu cầu sử dụng và khả năng nhập vaccine dịch vụ, mới đây, Bộ Y tế đã đề nghị các sở y tế, các tỉnh, thành phố tổng hợp nhu cầu tiêm dịch vụ để đặt hàng gửi các đơn vị cung ứng vaccine. Dự kiến trong năm 2016, Việt Nam sẽ nhập khoảng hơn 200.000 liều vaccine 5-1. Theo dự thảo thông tư về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố vào ngày hôm nay, thì năm 2016 nếu như muốn thi Trung học phổ thông quốc gia với hai mục đích là xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học cao đẳng, thí sinh sẽ thi ngay tại tỉnh thành nơi cư trú, thay vì việc phải di chuyển sang địa phương khác như là năm 2015. Theo đó, về cơ bản, kỳ thi vẫn giữ nguyên như năm 2015 với hai loại hình cụm thi là cụm thi đại học và cụm thi tốt nghiệp. Điểm mới so với năm 2015 là mỗi tỉnh thành đều có cụm thi đại học, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh không phải sang tỉnh lân cận dự thi. Bộ cũng quy định, tùy tình hình cụ thể của địa phương, có thể chỉ tổ chức cụm thi đại học cho cả hai đối tượng thí sinh dự thi. Năm 2015, các cụm thi đại học phải tổ chức theo hình thức liên tỉnh, một địa phương phải tổ chức thi cho thí sinh của ít nhất hai tỉnh thành. Sáng nay 24 tháng 2, một chiếc máy bay cỡ nhỏ chở theo 23 hành khách và phi hành đoàn đã biến mất sau khi cất cánh 18 phút. Đến cuối giờ chiều nay theo giờ Việt Nam, lực lượng cứu hộ Nepal đã tìm thấy chiếc máy bay mất tích ở một vùng đồi núi. Theo thông tin ban đầu, cảnh sát Nepal đã tìm thấy chiếc máy bay và phát hiện vài thi thể, nhưng vẫn chưa xác định được danh tính của những người này. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người còn lại. Trước đó, chiếc máy bay hai động cơ cánh quạt Twin Otter của hãng Tara Air chở 23 người, trong đó có 2 người ngoại quốc, 3 người trong phi hành đoàn đã mất tích chìm 18 phút sau khi cất cánh. Chiếc máy bay xấu số cất cánh từ Pokhara, cách thủ đô Kathmandu của Nepal 125 km về phía tây, lúc đó là 8 giờ sáng, theo giờ địa phương, và dự kiến sẽ bay tới thị trấn Johnson, vùng Mustang.
À, vâng, tôi thì cũng đã có một số người bạn của mình đã từng đi du lịch ở Nepal về và đã kể rằng trải nghiệm máy bay ở Nepal là một trải nghiệm vô cùng thú vị và có phần hơi đáng sợ. Khi mà đáp xuống phi trường Chibuvan ở thủ đô Kathmandu ở Nepal thì bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được ngay đây là sân bay của một nước nghèo. Sân bay thì không có ống nối ra máy bay, nội thất nhà ga thì cũ kỹ như là lâu lắm rồi không được sửa sang gì. Các quầy làm thủ tục visa hay là hải quan cũng vậy, và thậm chí các thủ tục nhập cảnh hay là cấp visa cũng được thực hiện thông qua ghi chép sổ sách chứ chẳng phải là các hệ thống máy tính hiện đại gì. À, khác với sảnh quốc tế thì sảnh nội địa ở sân bay Chivuvan trông còn tồi tàn hơn và trông thì không khác gì là một bến xe. Vâng, Nepal thực ra là cũng nằm trong một cái điểm đến phải đến của tôi trong một vài năm tới. Chính vì vậy tôi cũng có tìm hiểu các chuyến bay nội địa ở Nepal thì hoạt động khá là sôi động. Ở nước này có hai loại chuyến bay nội địa. Một là bay đến các tỉnh khác trong nước, hai là các chuyến bay tham quan dãy Himalaya hùng vĩ và đỉnh Everest, được mệnh danh là nóc nhà của thế giới. Và có gần chục hãng hàng không nội địa ở Nepal và hãng nào cũng kinh doanh loại hình bay tham quan các dãy núi tuyết phủ quanh năm, và tất cả đều bay vào buổi sáng sớm vì khi đó thì trời lặng gió và việc bay lên các dãy núi thì sẽ ít nguy hiểm hơn, nhất là khi các máy bay sử dụng cho dịch vụ này thì đều là máy bay nhỏ cánh quạt. Một hai hãng lớn thì có thể sử dụng ATR-72. À, việc đi lại bằng đường hàng không ở trong Nepal thì có phần sôi động là do ở Nepal thì đường xá lại rất là tệ, cộng với đường đèo núi quanh co và hiểm trở. À, thế nên là các chuyến bay nội địa ở Nepal thì lúc nào cũng nườm nượp khách và kín chỗ. Nếu không lo mua vé sớm thì hết chỗ, làm điều mà chúng ta khó có thể tránh khỏi. À, một kinh nghiệm mua vé máy bay nội địa ở Nepal đó là thông qua các đại lý du lịch hoặc là chính khách sạn đang ở. Dù vậy thì với việc sở hữu nóc nhà của thế giới, Nepal sẽ luôn là một trong những điểm đến hút khách nhất thế giới. Tập đoàn Johnson & Johnson của Mỹ vừa phải bồi thường 72 triệu đô la Mỹ cho gia đình của một phụ nữ tử vong vì ung thư buồng trứng liên quan tới việc sử dụng phấn rôm và sữa tắm em bé của hãng này. Theo phán quyết của tòa án St. Louis, bang Missouri của Mỹ, tập đoàn Johnson & Johnson phải bồi thường thiệt hại 10 triệu đô la Mỹ và 62 triệu đô la Mỹ tiền phạt bổ sung theo luật quy định cho gia đình của bà Jackie Fox. Bà Fox sống tại thành phố Birmingham, bang Alabama, đã qua đời hồi tháng 10 năm ngoái sau 3 năm chống chọi với ung thư buồng trứng. Được biết, bà Fox đã sử dụng sản phẩm Baby Powder và Shoulder to Shoulder của công ty Johnson & Johnson trong suốt 35 năm. Hiện tại, tập đoàn hàng đầu Johnson & Johnson Johnson đang phải đối mặt với khoảng 1.200 đơn kiện sau khi các nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa các sản phẩm của hãng này với căn bệnh ung thư buồng trứng. Vâng, thêm một thông tin khác là trước đó vào năm 2013 thì tòa án liên bang Mỹ cũng đã từng tuyên án thắng kiện cho một trường hợp bị mắc ung thư buồng trứng do sử dụng phấn rôm, và trong đó thì luật sư nguyên đơn cho rằng là các đại gia mỹ phẩm biết được sự nguy hiểm tiềm tàng của sản phẩm này nhưng vẫn cố tình phớt lờ để hòng thu lợi nhuận. Và có một nghiên cứu được thực hiện vào năm 1982 đã chứng minh rằng là mối liên hệ giữa ung thư buồng trứng và việc sử dụng phấn rôm em bé. Chuyên gia dịch tễ học tiến sĩ Daniel Kramer thuộc Đại học Harvard của Mỹ khuyến cáo rủi ro mắc ung thư buồng trứng ở các phụ nữ thường xuyên sử dụng phấn rôm cao hơn 33% so với những người không dùng. Các cuộc khảo sát được tiến hành cũng đã cho ra kết quả là ít nhất khoảng 10.000 phụ nữ đã mắc ung thư buồng trứng mà nguyên nhân trực tiếp là do sử dụng phấn rôm ở khu vực xung quanh của vùng kín và ở hậu môn. Vâng, và không chỉ là khả năng gây ra ung thư buồng trứng mà các nhà khoa học còn khuyến cáo rằng những người thường xuyên hít phải phấn rôm cũng có khả năng bị ung thư phổi. Đối với trẻ em, khi hít phải quá nhiều bột phấn rôm thì sẽ gây ra tình trạng là nghẽn đường thở, gây viêm và sưng phổi. Với kích thước nhỏ, rất nhỏ, và các hạt bột phấn sẽ len lỏi vào tận phế nang của trẻ. Hơn nữa là hệ miễn dịch của trẻ còn rất yếu, chưa phát triển hoàn toàn nên tác động của phấn rôm sẽ nhanh chóng loại bỏ khả năng bảo vệ của khí quản. Bên hồ Yek Lao tại Campuchia có một nhà vệ sinh cao cấp có trị giá lên đến 40.000 đô la Mỹ. Nhà vệ sinh này được xây dựng nhằm phục vụ công chúa Thái Lan trong chuyến thăm Campuchia 3 ngày, nhưng thực tế đến nay thì vẫn chưa hề được sử dụng lần nào. Nhà vệ sinh cao cấp có mức đầu tư tương đương gần 1 tỷ đồng được xây dựng đầu tháng này nhằm phục vụ cho chuyến viếng thăm của công chúa Thái Lan Maha Chakri Sridorn đến một trong những tỉnh kém phát triển nhất Campuchia. Nhà vệ sinh sang trọng được lát hoàn toàn bằng đá cao cấp trắng, có diện tích 8 m² do công ty xây dựng Thái Lan SCG thực hiện trong 19 ngày, dự kiến sẽ được dỡ bỏ sau khi chuyến thăm của công chúa kết thúc. Tuy nhiên, nó đã không được công chúa Thái Lan sử dụng lần nào ngoài việc chụp vài tấm hình ảnh ở khu vệ sinh này.
Trước những phàn nàn của người dân về sự xa xỉ hoang phí của Thái Lan, ông Purat, quản lý công ty xây dựng SCG cho biết, sau khi chuyến thăm của công chúa Thái Lan kết thúc, công trình này có thể sẽ được chuyển thành văn phòng làm việc thay vì bị dỡ bỏ để tiết kiệm chi phí. Vâng, chúng ta đã từng không ít lần nghe kể về sự xa xỉ hoang phí hay là về những bữa tiệc tốn hàng triệu đô la của những người giàu có, những bậc quý tộc trên thế giới. Và nói đến sự xa xỉ bậc nhất thì chúng ta không thể bỏ qua bữa tiệc đã được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là tốn kém nhất trong lịch sử. Đó chính là yến tiệc kỷ niệm 2.500 năm thành lập Đế quốc Ba Tư diễn ra vào năm 1971. Ước tính giá trị của bữa tiệc này lên tới 516 triệu đô la Mỹ, tức là gần 11.000 tỷ đồng. Buổi yến tiệc được tổ chức bởi vua Mohammad Reza Pahlavi vào ngày 14 tháng 10 năm 1971. Vâng, và nằm trong chuỗi các lễ hội để nối tiếp nhau diễn ra từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 10 trong cùng năm này. Các hoạt động này thì nhằm để tôn vinh lịch sử lâu đời cũng như là những thành tựu thời cận hiện đại của đất nước Iran vào thời điểm đó. Và khách mời đều là những nhân vật hết sức nổi tiếng, ví dụ như là Hoàng tử Philip, công chúa Anne của Anh Quốc, chính khách Nikolai Podogoni đến từ Ukraine và những nhà lãnh đạo cao cấp khác đến từ Đan Mạch, Bỉ, Pháp hay là Mỹ. Vâng, và chưa hết đâu, có tới 250 chiếc limousine mang thương hiệu Mercedes-Benz đã được đặt hàng để đưa đón khách từ sân bay tới địa điểm dự tiệc và ngược lại. Đó còn là chưa kể đến ẩm thực cực kỳ xa xỉ với các món như là trứng chim cút bọc vàng và trứng cá tẩm caviar uống kèm với rượu sâm panh của vùng Chartres de Saran, kem làm từ đuôi tôm sốt Nantua uống kèm với rượu Chartres House Brian Blanc 1964. Và tất cả thì đã làm nên một bữa tiệc được xem là tốn kém nhất trong lịch sử thế giới. Và sẽ không có gì đáng nói nếu như những chi phí đó không lấy từ ngân sách, tức là lấy từ tiền thuế của nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đến với tiểu mục chuyện tối nay. Thời đại công nghệ thông tin như hiện nay thì chỉ vài giây là những bức xúc chia sẻ của mỗi người sẽ được cả thế giới biết đến. Thế nhưng có một thực tế là không ít những tâm tư, những nguyện vọng, những đơn từ của người dân thì dễ đến được với người có thẩm quyền, có trách nhiệm thì có khi phải mất hàng tháng, hàng năm, thậm chí là một đi không trở lại. Thế nên vừa rồi có con số 1.500 tin nhắn và hàng nghìn cuộc gọi đến Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng ngay trong ngày đầu công bố số điện thoại có thể gọi là một con số biết nói với rất nhiều những câu chuyện đằng sau đó. Chuyện tối nay xin được xoay quanh con số này. Và để cùng bàn về câu chuyện này thì chúng tôi đã mời đến trường quay ngày hôm nay một công dân Hà Nội, đó là ông Phạm Thanh Bình. Được biết là ông Phạm Thanh Bình là nguyên Bí thư Đảng ủy của phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Và ông Phạm Thanh Bình thì cũng là một lãnh đạo khá đặc biệt. Ông xuất thân là một sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu. Sau đó thì về địa phương thì ông được tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ dân phố. Sau đó được bầu vào tham gia vào ban kiểm tra của Đảng ủy. Rồi được tín nhiệm bầu làm bí thư Đảng ủy phường. Thế rồi sau đó thì ông lại bị mất chức vì chống tham nhũng. Và năm 2010 thì ông là một trong 88 gương điển hình được tiêu biểu được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng vinh danh. Rất cảm ơn ông Phạm Thanh Bình đã đến với chương trình ạ. Trước khi bắt đầu thì chúng ta sẽ cùng với ông Phạm Thanh Bình và quý vị và các bạn đến với một câu chuyện tại chính Thành phố Hồ Chí Minh, nơi xuất phát con số 1.500 tin nhắn mà tôi vừa mới đề cập. Đây là căn nhà tập thể gần 100 năm tuổi, đang xuống cấp trầm trọng trên đường Nguyễn Thi, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Trần nhà bị thấm dột, từng mảng bê tông bong tróc trơ cả khung sắt, dường như có thể bị sập đổ bất cứ lúc nào. Cái cầu thang xuống nó nhìn kinh hồn. Còn cái nhà này chúng cô ở là rất là lâu rồi, mấy chục năm rồi nó xuống cấp. Mà các cô nghĩ là nó sập bất kỳ lúc nào, chứ không phải là không, bởi vì cùng cái dãy nhà này cũng có căn đã sập rồi. Mà cô rất sợ cái phía đằng sau này nó sập, mà sập lại ảnh hưởng đến tính mạng. Thế nhưng hơn 10 năm qua, dù đã gửi đơn kiến nghị đến rất nhiều các cấp chính quyền với nguyện vọng tu sửa hoặc di dời, tìm nơi ở mới, các hộ dân trong khu nhà tập thể này vẫn chỉ nhận lại được sự im lặng. Nói chung là Ủy ban nhân dân thành phố, rồi thành ủy, rồi thanh tra chính phủ, rồi bộ xây dựng, nói chung là kêu hết. Những nơi cần kêu, mình đã kêu rồi. Nếu cô nói vậy, người ta kêu các cửa, các chức năng có quyền lực rồi nhưng không ai động đến, thì người ta kêu ở đâu? Cô là mới được có số điện thoại của ông Đinh La Thăng là bí thư mới.
của thành phố Hồ Chí Minh thì cô có gọi phone đến, có số phone của cô. Thế nhưng mà cô không thấy có trả lời là vì lúc nào cũng bỏ máy bận. Đấy thì cô không phải một mình cô mà cô thấy rất là nhiều người gọi đều nói là không liên lạc được. Và thế là đường dây nóng vừa công bố của tân bí thư thành ủy Đinh La Thăng trở thành hy vọng mới nhất và duy nhất hiện nay đối với những người dân đang ngày ngày sống trong nguy hiểm như bà Lan hay bà Xuân. Vâng, thưa ông Phạm Thanh Bình, câu hỏi đầu tiên thì sẽ hơi có tính cá nhân một chút, là nếu giả sử như bí thư thành ủy Hà Nội cũng sẽ có một đường dây nóng với số điện thoại như vậy, thì với tư cách là một người dân thì ông sẽ nhắn tin, ông có nhắn tin không, và nếu ông nhắn tin thì ông sẽ nhắn tin với nội dung gì ạ? Trước hết là với tư cách cá nhân, xin cho phép tôi được gửi tới các quý vị đang xem truyền hình VTVC chào buổi tối, cũng như là anh chị em cán bộ nhân viên của đài lời chúc sức khỏe đầu năm và luôn luôn đặt niềm tin vào cái sự nghiệp của Đảng và của nhà nước sau Đại hội Đảng lần thứ 12. Trở lại câu hỏi của chị hỏi tôi ấy, thì tôi nghĩ rằng là nếu như bí thư thành ủy hiện nay Hoàng Trung Hải mà có một cái số điện thoại nóng như bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng, chắc chắn sẽ rất nhiều cuộc gọi, không phải là ít. Bản thân tôi cũng sẽ gọi và tôi sẽ muốn gặp đồng chí bí thư thành ủy mới hiện nay trong nhiều vấn đề bức xúc và nổi cộm cần giải quyết, thì tôi muốn đồng chí bí thư thành ủy cho tôi trình bày và giới thiệu một cái bộ phận địa phương hiện nay đang bức xúc nhất về vấn đề chống tiêu cực tham nhũng trong quản lý sử dụng đất đai. Đấy là vấn đề. Ngoài vấn đề sử dụng đất đai thì còn vấn đề gì khác nữa mà ông nghĩ? Ngoài vấn đề sử dụng đất đai thì Hà Nội còn rất nhiều vấn đề. Hà Nội là một thành phố trung tâm của cả nước, có rất nhiều cái thành tích cũng như là cái công lao xây dựng thủ đô. Thế nhưng bên cạnh đó cũng còn rất nhiều vấn đề bức xúc như về dân sinh, về giao thông vận tải, về vấn đề vệ sinh môi trường, về vấn đề quản lý của chính quyền các cấp. Vâng. Còn rất nhiều cái vấn đề hiện nay còn tồn tại. Vâng, cái con số 1.500 đúng là một cái con số đáng nói. Theo cái đánh giá của ông thì tại sao người dân lại đặt quá nhiều hy vọng vào một vị lãnh đạo như vậy ạ? Tôi nghĩ người dân đặt vào cái hy vọng vào vị lãnh đạo hiện nay của thành phố Hồ Chí Minh, người đứng đầu Đảng và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh là có cơ sở. Vì đồng chí Đinh La Thăng ấy cũng chỉ mới về làm bí thư thành ủy được có chưa đầy 20 ngày. Vâng. Từ mùng 5 tháng 2 cho đến hôm nay là 23 tháng 2, tức là ngày mai mới là 20 ngày. Thế nhưng mà hàng nghìn cuộc điện thoại, và đầu tiên đồng chí về đồng chí yêu cầu văn phòng thành ủy là hãy chuẩn bị cho tôi một cái số điện thoại công khai cho dân để nghe người dân gọi đến, nghe người dân nói để giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân. Và như thế thì người ta thấy rằng cái lời hứa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội Đảng lần thứ 12, đấy, trước ban chấp hành, trước Đại hội Đảng, trước toàn quân và toàn dân là hãy gần dân, trọng dân và nghe dân nói, thì cái đó rất đúng rồi. Cho nên người ta rất hy vọng và người ta thấy như thế là đây là một vị lãnh đạo có thể nói là có tâm và có tầm, đúng với cái lời hứa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vâng. Bước đầu là người ta rất tin tưởng như thế rồi. Dạ vâng, thưa ông Thanh Bình, chúng ta vẫn thường thấy là thường là với những lãnh đạo mà khi mà họ càng ở những cái cấp cao thì họ lại càng ít quan tâm đến những cái công việc cụ thể, bởi vì có lẽ là họ phải chỉ đạo nhiều những cái công việc ở tầm vĩ mô hơn, đặc biệt là đối với những vị lãnh đạo Đảng của chúng ta. Vậy nhưng trong trường hợp này với bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh mới là ông Đinh La Thăng, tại sao những người dân của thành phố Hồ Chí Minh và thậm chí là cả những người dân cả nước thì họ lại đồng tình với cách làm của ông Đinh La Thăng như vậy? Tại vì người ta thấy rằng là tất cả những vấn đề bức xúc của dân đều được quan tâm, đều được giải quyết, đều được chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết. Thí dụ như tôi nói như thế này, một bà mẹ Việt Nam anh hùng mà đồng chí Đinh La Thăng đến thăm, thấy con đường vào rất là khó khăn, thì đồng chí chỉ đạo luôn là cần phải làm con đường này để bà ấy và con cháu bà ấy đi lại thuận tiện. Và như thế là sau đó lãnh đạo Củ Chi là làm luôn, con đường này 80 triệu và bây giờ đường đi rất đẹp. Hay là một bà nữa là chồng và bố là liệt sĩ nhưng mà nhà rất là rột nát, rất là xuống cấp, thì đồng chí bí thư thành ủy cũng chỉ đạo là phải làm lại luôn, thế rồi cũng làm lại thôi. Hay là cái giao thông chẳng hạn, như thế đô thị thành phố Hồ Chí Minh
rất là lộn xộn. Đồng chí Đinh La Thăng sau khi nghe được cái cuộc điện thoại chuyển cho lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải thì lập tức mấy ngày vừa qua lại được giải quyết. Hay là cái việc mà đồng chí Đinh La Thăng đến thăm công an thành phố Hồ Chí Minh thì thấy rằng thành phố Hồ Chí Minh là cái thành phố xưa nay là trung tâm lớn kinh tế của cả nước. Rất nhiều cái thành công, rất nhiều cái thành tích, kể cả nước ngoài ta ca ngợi. Nhưng bên cạnh đó là cái bức xúc nhất là vấn đề tội phạm. Vâng. Thì đồng chí đã chỉ đạo cái này. Và rõ ràng là tất cả những cái vấn đề đó thì đều rất là sát và đúng, rất là đi vào thực tế, đi vào đến đúng với quyền lợi của người dân. Có một cái nhận xét như thế này là khi đến với cơ quan công quyền thì bao giờ người dân cũng cảm thấy là có một khoảng xa cách và bao giờ cũng phải đi kèm với chờ đợi cộng với cái câu trả lời, ví dụ như là mọi thứ cần có quy trình, ví dụ hoặc là ở Hà Nội thì chúng ta thường có một câu là Hà Nội không vội được đâu. Thế thì cái mà được gọi là quy trình này thì dường như là máy móc và thực ra là rất là vô cảm, đặc biệt là đối với những cái vấn đề mà người dân quan tâm, ảnh hưởng thực tế hàng ngày và cuộc sống thì không thể máy móc được. Ông nghĩ sao về điều này? Đúng như chị nói là cái mà để né tránh không giải quyết kịp thời cho dân ấy, thường là nói một cái câu đầu tiên là phải có quy trình, tức là bắt người ta phải chờ đợi. Cái quy trình ấy tôi công nhận là phải có quy trình để giải quyết thứ tự các bước, nhưng không phải là quy trình để rồi né tránh không chịu giải quyết. Theo tôi ấy, là cái câu mà nói là cần phải có quy trình, cần phải có thời gian, đấy là một cái kiểu, cái cách giải quyết trì trệ, né tránh, không vì dân. Vâng. Vâng, vâng, thưa ông, vâng thưa ông Thanh Bình, chúng ta cũng biết là Bí thư Đinh La Thăng của chúng ta thì trước đây xuất phát là từ một cán bộ hoạt động trong đoàn. Vậy thì theo ông là với những cái kinh nghiệm của một người đã từng làm đoàn, nó có ảnh hưởng như thế nào đến những cái phát ngôn hay là những cái hành động rất là cụ thể và đặc biệt chúng ta có thể thấy là rất khác những cái vị lãnh đạo khác của chúng ta trước đây? Đồng chí Đinh La Thăng thì xuất phát từ một cán bộ đoàn trưởng thành lên. Và thanh niên thời đại hiện nay tôi nghĩ rằng nó có một cái mạnh và cái ưu điểm nhất là gì? Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Vâng. Và chính cái tính này là cái tính mà đồng chí Đinh La Thăng đã có từ khi là cán bộ đoàn. Đến khi về Bộ Giao thông Vận tải cũng thế. Và trước khi rời Bộ Giao thông Vận tải để đi vào thành phố Hồ Chí Minh làm Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh, đồng chí Thăng cũng giải quyết một vấn đề rất là bức xúc. Tức là gì? Tổng công ty đường sắt Việt Nam mua lại, đúng không? Các toa tàu của Trung Quốc. Toa tàu và cũ. Cái người toa tàu cũ của Trung Quốc và cái người mà ký cái quyết định này ấy là bị cách chức luôn rồi. Cho nên là tôi nghĩ là đây là một cái tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người lãnh đạo. Rõ ràng tôi nghĩ là đây là cách đó một cái thì rất là cần thiết đối với một người lãnh đạo. Và có thể nói rằng dù như ông vừa nói là chỉ nhậm chức chưa đầy một tháng thì Bí thư Thành ủy đã tạo ra một cái không khí mới, không chỉ là bầu không khí trong chính trị mà còn trong đời sống của người dân. Hiệu quả ra sao thì chúng ta còn hậu xét bởi vì thời gian sẽ trả lời. Tuy nhiên thì theo ông là cái gì là cái được nhất mà Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã làm được với tư cách là một nhà chính trị cho đến lúc này? Tôi nghĩ là cái gì làm cái được nhất hiện nay của đồng chí Đinh La Thăng ấy đã làm trong khi về đảm nhiệm cái chức vụ lãnh đạo cao nhất thành phố Hồ Chí Minh, tức là gì? Nói và làm đi đôi với nhau. Và không nói nhiều, như đồng chí tuyên bố, làm vì dân, lấy dân làm cái trục xoay quanh để giải quyết. Tôi nghĩ đấy là một cái cơ bản nhất và cái cốt lõi nhất của người lãnh đạo cao nhất thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Vâng, lắng nghe dân là điều mà mỗi cán bộ nhà nước, những người vốn được coi là công bộc của dân nên làm và phải làm. Nhưng cái sự lắng nghe ở thời điểm hiện tại thì có không ít vấn đề. Thế nên việc Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng công khai số điện thoại cá nhân được coi như một làn gió mới thổi vào mối quan hệ đang ngày càng lỏng lẻo giữa chính quyền và người dân. Chính quyền bớt vô cảm, lãnh đạo biết lắng nghe hơn và nhân dân đồng lòng sẽ tạo điều kiện để giải quyết các mâu thuẫn trong xã hội để xã hội phát triển ngày một tốt đẹp hơn nữa. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông Phạm Thanh Bình với những chia sẻ hết sức thú vị ạ. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng của chương trình Chào buổi tối của chúng tôi cũng xin được dừng lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật vui vẻ và ấm áp bên những người thân yêu của mình. Xin kính chào tạm biệt.